Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Và chúng ta sẽ đến ngay với mã D ngày hôm nay, trên clip vào lúc 20 giờ tối hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với gọi là áo nỉ cổ tròn. Và ngày hôm nay thì để cho nó dễ tiếp cận hơn với mọi người, và cái lô áo này cũng khá là đẹp, tiếp cận với mọi người theo cái kiểu đấy là... Thôi bây giờ không biết nhân dịp gì thì nhân dịp Trung Thu đi. Ngày hôm nay áo nỉ sẽ có giá là 250.000 cho một sản phẩm, bao check chính hãng, bao mở hàng để kiểm tra và bao ship nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với mã D. Bắt đầu thôi. Ok, và D1 Nike. Ghê. Riêng gọi là Nike áo nỉ như thế này mà bán với giá này thì quá rẻ rồi. Rộng vai 45, dài 68-69. Và độ rộng bụng sẽ là, anh em đợi em chút nha. Con này mới lắm anh em. 250 một mã này, hàng Nhật. Nike Nhật Bản. D1 rộng vai cũng là khoảng 49-50. Thì mã này chúng ta sẽ có form size là 65-72 và cân nặng là 60-70. Nike màu xám. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 2 và chúng ta sẽ đến với Nepa D2. Hôm nay toàn siêu phẩm anh em nhá, và giá rẻ lắm này. 65-72 cân nặng 60-68. Rộng vai 47, dài 68-69 và độ rộng 50. Bọn này cứ mờ mặc giúp em nhá, mờ mặc thoải mái giúp em. Mới mở đấy anh em. Đẹp dã man luôn. Đa phần là nỉ chân cua thôi, mặc kiểu mùa đông rất là sướng luôn. Tiếp tục. Một em Adidas rất đẹp luôn. Với mã là mã 3. Này, đằng sau đẹp chưa? Adidas. Rộng vai 48, dài 67 và độ rộng 53. 65-72 cân nặng 60-68, size M tiếp. Nỉ của Adidas. Anh em nhìn này. Nỉ của Adidas bán 250.000. Dã man. Tiếp tục mã 4, Giordano. Giordano thì đa phần nỉ của nó là nỉ dày nhá, và là một màu thôi ạ. Cũng tiếp tục size M tiếp. Rộng vai 54, dài 63-64 và độ rộng 55. Hàn Quốc, Giordano chính hãng, 65-72 cân nặng 60-68. Mã này là mã D4, 3-12 ra kiểm tra nhá, D5. Một con của thương hiệu Ergenmos, hàng made in Korea ở trên tem luôn này. Và tiếp tục là nỉ chân cua. Rộng vai 50, dài 77 và độ rộng 55. 68-75 cân nặng 65-75 size L. Màu của con này sẽ là màu xám đậm. Và giá anh em biết rồi. Quá rẻ luôn, hàng made in Korea, 250. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một con nỉ siêu dày với mã 6, chúng ta sẽ đến với thương hiệu Flag. Tiếp tục là hàng Hàn Quốc nha, nỉ dày lắm. Rộng vai 54, dài 74, độ rộng 58. M béo hoặc là size L mà giúp em. 68-75 cân nặng 65-75. Con này là nỉ dày nhá, con này chỉ mặc mùa đông thôi. Mùa này mặc không được đâu anh em. Mùa này mà mặc là bị dày quá đấy, nó còn có lớp lót dày cực dày ở phía bên trong nữa cơ. Hàng Hàn ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với áo của Marvel này. Áo Marvel đắt lắm anh em. Mã 7, rộng vai 48, dài 63 và độ rộng bụng là 52. Hàng của Marvel. Marvel thì nó sẽ thêu các cái nhân vật trong bộ phim Marvel ấy. Ví dụ như kiểu nhân vật thêu ở trên cái con áo này sẽ là Spider-Man. 65-72 cân nặng 60-68 ạ. Form của con Marvel này sẽ là form phồng nhé. Size sẽ là size khoảng size 100. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Franklin Marshall. Với mã sẽ là mã 8, rộng vai 50, dài 69-70 và độ rộng bụng là 55. Franklin. 65-72 cân nặng 60-68 và logo ở trên con áo này là logo Franklin với hình tháp Eiffel. Tháp Eiffel được thêu toàn bộ 100% ở trên áo, là toàn bộ thêu hết nhá. Con này cũng là nỉ dày. Và tiếp tục là 65-72 cân nặng 60-68 tiếp. Size M. Con này của Swag Genus với mã 9. Với một cái con với logo đầu ở trước ngực của nó ấy, là logo y nhiệt và rất đẹp luôn. Rộng vai 54, dài 60 và độ rộng 58 với mã là mã D9. Nỉ dày 65-72. Cân nặng 60-65 này ạ. Mã 10 chúng ta sẽ đến với một con nỉ mỏng nhá, của Aniquilo. Đây, con em đang mặc đây. Cũng của Aniquilo và cũng là nỉ mỏng, form tương tự luôn. Rộng vai 50, dài 63-64 và độ rộng bụng cũng là 50. 65-72 cân nặng 60-68. Cái nỉ này thì thôi nhá,
Thôi nói về chất lượng, sờ vào cực kỳ mịn luôn. Và tại sao mà em lại chọn những cái con áo này mặc rất là nhiều thì anh em phải biết là nó rất ngon anh em ạ. Hàng nó ngon lắm, đây. Có 250 thôi. Chuẩn bị cho mùa đông năm nay thì có quá nhiều siêu phẩm. Aniquilo với mã 11, dòng vai 50, dài 74 và độ rộng 55 size L. Hàng của Ani thì không cần phải soi xét gì cả đâu. Độ mới nó cao lắm. Đây là nỉ mỏng. Em sẽ không soi tem dưới nhé, mất thời gian lắm. Lên, cố gắng lên sớm nhất và nhanh nhất có thể cho anh em. 12 chúng ta sẽ đến với Zip. Rộng vai 46, dài 64 và độ rộng bụng là 51. Con này vẫn là 6572 và cân nặng 60-68. Tại sao lại như vậy? Mặc dù nó hơi ngắn, nhưng mà nó sẽ là form phồng hai bên ấy. Nó sẽ không phải là form sleeve fit như này. Nó là form nỉ sweater mặc bình thường. Nỉ dày của Zip. Thương hiệu to dã man luôn. Đây, 250, bao ship. Thương hiệu này to lắm. Tiếp ạ. 13, chúng ta sẽ đến với nỉ mỏng của Ani nhá. Tem Ani nhỏ. Rộng vai 48, dài 69 và độ rộng bụng 52. Nỉ mỏng đấy ạ. Đây, 6572, cân nặng 60-65. Anh em có trải nghiệm thử một cái sản phẩm mà em đã bảo là giá nó rẻ ấy, thì anh em cứ cố mua một sản phẩm về để trải nghiệm thử, sau đấy là quyết định mua sản phẩm sau, nó sẽ dễ hơn. Đây đều là những sản phẩm mà theo kiểu dạng ở trong cái clip mà bọn em hay nói là dạng phễu ấy, là bán không lãi để cho anh em trải nghiệm. 14, Huawei Carbic Fox nha. Với mã 14, nỉ dày, rộng vai 61, dài 75 và độ rộng bụng sẽ là 50, à độ rộng bụng 65. Ui, con này rộng bụng là 65 cơ. 6572, cân nặng 65 đến 75 ạ. Nỉ dày của Huawei. Tiếp tục, Nike với mã 15. Rộng vai 46, dài 68 và độ rộng 51. Con này 6572, cân nặng 60-70 này. Nỉ dày của Nike, bán 250 một mã. Không tưởng luôn, đúng là không tưởng. Mà bọn này em giặt rũ hết các thứ ấy nha anh em nhá. Mới lấy về đấy, giặt rũ hết đấy. Tiếp ạ. US Polo ASSN với rộng vai 40, dài 64, độ rộng 49, chúng ta sẽ đến với mã D16. Con này màu hồng, 6572, cân nặng 60-65 thôi. Mấy mã này thì sẽ phù hợp với anh em nào mà da trắng, lên form và lên người nhìn rất là hiện đại luôn. Gridus, rộng vai 50, dài 69-70 và độ rộng 54. Một con nỉ dày với màu duy nhất là màu vàng, 6572, cân nặng 60-70. Và nó 95% anh em, không một vết bẩn. Nỉ dày nhé, chính hãng, không một vết bẩn. 250. Giá chiên đấy. Giá này là giá bao toàn thị trường luôn. Adidas với mã 18. Con này thì logo hình thù nó hơi đặc biệt tí. Rộng vai 42, dài 64, độ rộng 46. Con này chỉ dành cho anh em nào mà thực sự yêu Adidas, thực sự ăn chơi thôi. Dưới 1m68 và dưới 65kg. Mờ gầy hoặc S mặc giúp em. Tem mác, cúc kiếc đầy đủ. Và thậm chí là tem cốt kiếc các thứ của nó còn rất mới luôn này. Đó. Nhưng mà hình con này nó hơi dị. Tiếp. Mã tiếp theo là Adidas Vintage 19, rộng vai 45, dài 63 và độ rộng bụng sẽ là 45. 6572, cân nặng 60-65. Riêng con này mà không ai mặc, à không ai mua nhá. Ở trong cái clip 250 này mà không ai mua, em xin hứa với mọi người một điều, đấy là em sẽ không bao giờ em bán con này nữa. Em sẽ để con này mặc. Màu đỏ cũng là một trong số những màu mà em rất là thích. Adidas Vintage ấy, cực kỳ đắt luôn anh em nhá. Tiếp ạ. 20, chúng ta sẽ đến với Fletic, rộng vai 40, dài 60 và độ rộng bụng là 55. 6570 thôi ạ, và cân nặng là 60-65 thôi. Nỉ mỏng của Fletic, hàng Hàn Quốc, logo là logo in. Có rất nhiều siêu phẩm anh em. 250. Tiếp. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Aniquilo, nỉ dày. Rộng vai 50, dài 68-69 và độ rộng bụng 52. Con này cứ 6572, cân nặng 60-70 này. Mấy con này thì không cần phải check đâu anh em. Về giặt qua một lần giúp em nhé. Có một nửa mã ở chỗ này là mang đi giặt rồi, còn một nửa mã thì chưa. Con này là một trong số những cái mã chưa giặt. Thì em cũng nói luôn đấy. Tính em mà có sao nói vậy nhé. 250, quá rẻ. 22, chúng ta sẽ đến với Zip. Thương hiệu to.
rộng vai 44, dài 69, 70 và độ rộng 49, size L. Con này phải 68 đến 75 và cân nặng 65, 75 mới mặc ok được. Form nó đẹp đấy anh em. Đây này, hàng zip chính hãng, nỉ cổ tròn, sale. Tiếp Nike 23. Anh em không thể biết được con này nó đẹp nha. Rộng vai 48, dài 65 và độ rộng 52. Đẹp kinh khủng luôn. 65, 72 cân nặng 60-68. Một con Nike chính hãng nỉ, bán 250 bao ship ấy. Tem mới không? Có thể màu cốt tông của Nike nó không nhìn nó không được kiểu đen xì hẳn, nhưng mà áo rất mới luôn. 24 Aniquilo, rộng vai 49, dài 70 và độ rộng 50. Con này M hay L mặc đều được nhá. Một con nỉ dày đấy ạ. Nó không phải áo thu đông đâu, nó là nỉ dày luôn. 65, 72 cân nặng 65 đến 75 kg. Hôm nay em sẽ lên rất là nhanh nhá, bởi vì là cái clip mấy cái clip gần đây anh em bảo là em kiểu nói hơi chậm ấy, nên lên mặt hàng nó hơi bị chậm. Nỉ dày tiếp của Annie này với mã 25. Mấy cái mã kiểu mặc basic đơn giản như này mặc lúc nào cũng được. Rộng vai 49, dài 63 và độ rộng 48. 65, 72 cân nặng 60-68. 98%. Xám lông chuột, nó rất đẹp. Vào mùa anh em đi kiếm mấy con này, em đố anh em kiếm được những cái con mới như này. Đây là hàng mở kiện nước đầu tiên nhá, nhấn mạnh. Và em cũng nhấn mạnh luôn, kênh em là cái kênh bán được nhiều hàng hay hẹn nhất liên quan đến nền tảng online, liên quan đến YouTube này nhá. 26 anh em cứ nghiên cứu kỹ đấy, Viva Studio Hàn Quốc. Nỉ dày, rộng vai 52, dài 64, độ rộng bụng 49. Nỉ dày nhá. Con này chỉ mặc mùa đông thôi, 65, 72 cân nặng 60-68. Hoặc là anh em nào sợ lạnh thì có thể mặc vào mùa thu được, nhưng mà em nghĩ là mặc mùa đông nó sẽ hợp lý hơn. 100% cốt tông, tem mác đầy đủ. Tiếp tục là mã 27, chúng ta sẽ đến với Dicky. Ánh sáng vào nên là nhìn cái tem hơi mờ. Rộng vai 44, dài 66, độ rộng 51, 65, 72 cân nặng 60 đến 68. Màu con này là màu tím than, như hàng Dicky. Thực ra em làm clip ấy, mấy cái clip mà em làm, con này Hàn Quốc ấy, làm thì em làm nhanh hay chậm đều được hết. Anh em thích nhanh thì có nhanh, thích chậm thì có chậm. 28 chúng ta sẽ đến với một con hàng của London, Onsdale này. Cái tem của nó là tem trong. Rộng vai 45, dài 69 và độ rộng bụng 49. Đẹp như này cơ mà. Đây, xanh tím than, 65, 72 cân nặng 60-68 luôn. Mã tiếp tục chúng ta sẽ đến với Chesscut. Một con nỉ siêu dày chứ không phải là dày nhá, con này dày lắm. Rộng vai 50, dài 65 và độ rộng 50. 65, 72 cân nặng 60-68 luôn. Nỉ dày màu đen, toàn bộ là đen xì. Anh em nhìn cái tay này, bo tay nó chưa giãn một tí nào luôn, thì anh em phải biết áo nó rất mới. Và đương nhiên rồi, hàng này là cái hàng mà bọn em kiểu kiểm tra kỹ lắm rồi, thế nên là tem mác cô kia lúc nào cũng đầy đủ. Tiếp, mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con Made in Korea của thương hiệu, con này của Fletic FB. Rộng vai 52, dài 73 và độ rộng 56. M béo hoặc L mặc giúp em, 68, 75 cân nặng 65, 75. Dày. Đấy, em chọn nỉ mọi người nhìn này, cái tay nó chưa giãn một tí nào nhá, chưa giãn một tí nào, mới lắm. Đấy là lý do sao mà em bảo là cái những cái sản phẩm phễu như này bọn em bán là đa phần anh em sẽ săn 100% chứ không nói là 90%. Tức là lên clip cái là bán được hết luôn. Còn cái chuyện anh em tin hay không thì tùy nhá. Giordano với mã 31, nỉ mỏng. Rộng vai 54, dài 72 và độ rộng 54. 68, 75 cân nặng 65, 75. Màu này là màu nâu đất. Cả con áo không một vết bẩn. Bo tay mới nguyên rồi. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại với cái màu mà bán chạy nhất của shop em, đó là màu xám lông chuột, Totten, Hàn Quốc. Rộng vai 44, dài 70 và độ rộng 50. Nỉ dày của Totten, 65, 72 cân nặng 60-68. Size M. Hoặc nếu anh em mặc size số của những thương hiệu này thì đây là size 100. Tem khác gì hàng mới đâu, tem mới lắm. Tiếp, mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với xám lông chuột tiếp, nhưng mà con này là đậm, hàng của Dicky. Rộng vai 47, dài 68 và độ rộng bụng là 53. Cứ 65, 72 cân nặng 60, 68 và 60 đến 70 mặc giúp em nhé. Mấy cái mã mà nó dài khoảng
65 đến 68 này, mặc form lúc nào cũng vừa luôn. Dicky chính hãng. Tiếp. Lecoq Sportif. Rộng vai 48, dài 70 và độ rộng bụng 48 với mã 34. Con này hôm trước em bán được một con size L, con này size M đấy. 65 72 cân ạ, 60 68 tiếp. Size dễ mặc dã man luôn này, tem đẹp luôn. Lecoq này là Lecoq thương hiệu của Pháp và thương hiệu này, con áo này được sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Toàn bộ logo ở trên này còn nguyên hết nhá. Logo Lecoq Sportif này mặc vào nhìn biết hàng xịn luôn mà. Adidas với mã 35, rộng vai 41, dài 62 và độ rộng 48. 62 à? Dưới mét 68, dưới 65 kêu kìa. Adidas nỉ, bán có 250. Và vẫn bao check chính hãng toàn quốc. Ghê không? Nó quá đẹp luôn anh em. Đây con nỉ này, con nỉ của Adidas mà mua mới nhá là 1.900.000. Hôm trước em có mấy con ký gửi đâu rồi. Là 1.900.000 anh em nhá. À, con này của thương hiệu Mahes Original với mã 36. Mã này để tặng nhá. 65 72 cân nặng 60 68, rộng vai 52, dài 70 và độ rộng bụng 57. Mã này để tặng bởi vì là độ mới của nó chỉ khoảng 85-90% thôi. Nhưng mà nó là nỉ dày. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Aniquilo. Đây không phải áo thu đông nhá, đây là áo dày đấy ạ. 37, rộng vai 48, dài 72 và độ rộng bụng 50. 68 75 cân nặng 65 75. Mặc giúp em nhá, xanh tím than. Mới tuyệt đối luôn. Ngon chưa? 250. Nhưng mà toàn là hàng 350 400. Miss Bright với mã 38, rộng vai 48, dài 68 69 và độ rộng bụng 51. Miss Bright Hàn Quốc, màu đen. 65 72 cân nặng 60 68. Điểm đặc biệt nhất của con này là một cái túi bằng da ở trước ngực. Và đấy là điểm nổi bật nhất của con này. Chỉ như vậy thôi ạ. Tem. Quá đẹp. Polar Ham với mã 39, chúng ta sẽ đến với rộng vai 50, dài 67 và độ rộng bụng sẽ là 53. Logo Polar Ham theo nhá. Một con nỉ cổ tròn của Polar Ham dày, 65 72 cân nặng 60 68 luôn. Mọi người nhìn tay này, không xước một tí nào luôn, xám lông chuột. Đằng sau không có hình nhá. Mà toàn bộ logo Polar Ham ở trước ngực này là thêu. 250 luôn. Và mã cuối cùng ngày hôm nay sẽ là mã D40. Rộng vai 47, dài 67 và độ rộng bụng là 55. 67 à? 65 72 cân nặng 60 68 tiếp. Anh em không thể biết là nó mới nhau đâu, đây này. Nhìn kỹ giúp em nhé. Em bảo là cái hàng này là hàng phễu ấy, thế nên là nó không có một vết bẩn nào cả. Trên con nào. Tem mác đầy đủ. Cái clip này là clip nhanh nhé. Săn nhanh thôi em, 250 một mã, bao ship. Ok, và mã D40 sẽ là mã kết thúc clip ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại tất cả anh em vào tối mai. Bye bye.